Gaza tiếp tục bị xé toạc, người dân bàng hoàng sau không kích. Đội tin Israel cân nhắc trục xuất thay vì tiêu diệt hai thủ lĩnh tối cao Hamas, lý do là gì? Israel công bố hầm ngầm khổng lồ chứa cơ sở sản xuất vũ khí và trung tâm chỉ huy của Hamas. Giữa chiến sự ác liệt, nội bộ Israel lục đục, Tổng thống Herzog nói kẻ thù đang ăn mừng khi Israel chia rẽ. Đáng chú ý, Houthi cảnh báo Biển Đỏ hóa sàn đấu rực lửa, tố Mỹ tấn công hải quân Yemen. Hải quân Iran khoe hệ thống tên lửa mới giữa căng thẳng Trung Đông. Diễn biến khác, Nga lên án những tuyên bố không chấp nhận được của Mỹ về Bắc Cực. Đụng độ bùng phát tại Serbia. Guyana tranh chấp với Venezuela, Anh điều tàu hải quân đến khu vực. Giáng sinh buồn của người dân Haiti chạy trốn bạo lực băng đảng. Bắc Kinh chịu đợt rét dài kỷ lục trong 7 thập kỷ. Xuân Ngọc chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sục sôi ở dải Gaza cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Israel tiếp tục dội hỏa lực ác liệt thiêu đốt dải Gaza. Reuters đưa tin hôm 24 tháng 12, hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi Tel Aviv công kích một ngôi nhà ở quảng trường trung tâm thuộc khu vực Al-Sultan phía tây Rafah. Cư dân địa phương Hamada Abul Al-Afaf cho biết, người dân được thông báo đây là khu vực an toàn, thế nhưng ngôi nhà bị tấn công và phá hủy mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Tường đổ sập, bà tôi bị thương nặng, vì tôi và gia đình cố kéo nhau ra khỏi đống đổ nát. Bạn thấy đấy, họ nói rằng Tel Al-Sultan là khu vực an toàn, nhưng chúng tôi chỉ thấy cảnh nhà cửa tan hoang, sống chết không tài nào biết được. Các cuộc tấn công ác liệt tiếp diễn, hy vọng các nhà lãnh đạo Ả Rập sẽ giúp đỡ chúng tôi. Israel dường như đang vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ từ nhóm chiến binh Hamas. Hôm 24 tháng 12, Tel Aviv cập nhật có thêm 8 binh sĩ thiệt mạng ở Gaza, nâng tổng số tổn thất binh lính của nước này lên 154 từ khi phát động cuộc tấn công trên bộ, trả đũa đòn đánh bất ngờ của Hamas vào nhà nước Do Thái vào hôm 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 con tin bị bắt cóc. Cơ quan y tế ở Gaza do Hamas quản lý cập nhật hôm 23 tháng 12, thương vong đối với người Palestine tăng lên 20.258, ngoài ra có hàng ngàn người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Times of Israel hôm 24 tháng 12 đưa tin, Tel Aviv đang cân nhắc khả năng không tiêu diệt các thủ lĩnh tối cao của Hamas ở Gaza, gồm Yahya Sinwar và Mohammed Deif, những nhân vật đang bị Tel Aviv truy lùng gắt gao nhất. Thay vào đó, Tel Aviv sẽ trục xuất họ đến Qatar hoặc quốc gia khác. Đây được xem là một phần trong giải pháp đảm bảo giải cứu được toàn bộ con tin bị bắt giữ ở Gaza và chấm dứt cuộc chiến với Hamas. Đài truyền hình công cộng Khan của Israel dẫn lời một số nguồn tin xác nhận thông tin trên. Nhiều báo cáo cho thấy giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Tel Aviv đang thảo luận phương án này, mặc dù vẫn chưa có đề xuất chính thức nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Khan cho rằng đó là một lựa chọn dài hạn và có lẽ không mấy phù hợp lúc này. Đài truyền hình dẫn lời một nguồn tin nói rằng các kế hoạch như vậy phải đảm bảo không làm suy yếu mục tiêu triệt hạ năng lực quân sự và các chỉ huy của Hamas. Một nguồn tin khác khẳng định lựa chọn trục xuất thủ lĩnh Hamas ra nước ngoài không hề đi ngược lại mục tiêu đã đề ra trong cuộc chiến ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24 tháng 12 tuyên bố quân đội đang tiến sâu hơn vào dải Gaza và khẳng định Tel Aviv sẽ chiến đấu đến khi hoàn toàn chiến thắng trước Hamas. Đây là cách duy nhất để đưa con tin trở về, loại trừ Hamas và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa với Israel. Tuần qua đã có 15 binh sĩ Israel thiệt mạng. Thủ tướng Netanyahu nói rằng cái giá phải trả cho chiến tranh là rất đắt, đánh đổi bằng mạng sống của những người lính anh hùng. Chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo vệ quân lính, ông nhấn mạnh. Quân đội Israel hôm 24 tháng 12 còn công bố video mà họ mô tả là chiến dịch phá bỏ trụ sở ngầm của Hamas ở phía bắc Gaza. Video cho thấy một đoạn đường hầm được lát gạch trắng cùng một phòng tắm được trang bị vòi sen, toilet và bồn rửa. Cạnh đó là một phòng làm việc đầy đủ bàn ghế, một đường hầm có một máy lọc nước và một đống đạn. Reuters chưa thể xác minh địa điểm và thời gian ghi hình. Đáng chú ý, quân đội Israel còn cho biết đã phát hiện 5 con tin thiệt mạng khi bị Hamas bắt giữ tại một mạng lưới hầm ngầm ở phía bắc Gaza. Trong khi đó, Times of Israel dẫn thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã phát hiện một mạng lưới hầm ngầm rộng lớn ở trại tị nạn Jabalia thuộc phía bắc Gaza, nơi phát hiện thi thể của 5 con tin người Israel. Đường hầm này có 2 tầng và có một thang máy dẫn sâu xuống hàng chục mét, đưa đến một hội trường lớn và trung tâm chỉ huy của Hamas.
IDF cho biết mạng lưới có nhiều nhánh được Hamas dùng để chiến đấu, bao gồm các hầm ngầm gần trường học và bệnh viện. Một trong số đó dẫn đến nhà cựu thủ lĩnh Hamas, Ahmed Gandour, người đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel. Diện tích toàn bộ mạng lưới khoảng 1 km vuông, vũ khí và cơ sở hạ tầng để sản xuất vũ khí cũng được tìm thấy tại đây. Theo Times of Israel, mạng lưới hầm ngầm đã bị IDF phá hủy nhiều ngày sau khi hoàn thành công tác rà soát. Giữa chiến sự cam go, nội bộ Israel lại lục đục. Bộ trưởng Nội các thời chiến Benny Gantz, lãnh đạo Đảng Đoàn kết Dân tộc đối lập mới đây, kêu gọi các thành viên chính phủ hạ giọng điệu và tránh đưa ra những tuyên bố vô căn cứ, Times of Israel hôm 24 tháng 12 cho hay. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkat chỉ trích số thương vong của lính IDF trong cuộc chiến ở Gaza. Ông Barkat đồng thời là lãnh đạo Đảng Likud nói, không thể chấp nhận việc gây nguy hiểm cho các binh lính của chúng ta, đẩy họ vào những khu vực chưa hoàn toàn đảm bảo an toàn, trong khi không được trang bị đầy đủ. Dường như đề cập đến Mỹ, vị bộ trưởng nói với kênh 12 của truyền hình Israel rằng, việc bị tác động từ áp lực bên ngoài là một sai lầm nghiêm trọng và khiến chúng ta phải trả giá đắt, dù đó là những bạn bè thân thiết nhất của chúng ta đi chăng nữa. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Benny Gantz ca ngợi lính Israel và nói rằng họ sở hữu một công cụ cần thiết để chiến đấu. Ông cũng nhấn mạnh lực lượng Israel đang làm chủ mặt trận với sức mạnh trên không chưa từng có. Ở thời điểm này, hy vọng các bộ trưởng chính phủ và tất cả giới lãnh đạo nói chung hãy hành động có trách nhiệm và đừng đưa ra những bình luận vô căn cứ, ảnh hưởng đến xã hội Israel nói chung và gia đình các binh sĩ nói riêng, ông Gantz nhấn mạnh. Tổng thống Israel Isaac Herzog vừa qua cũng gay gắt chỉ trích các cuộc đấu đá chính trị nội bộ và cho rằng điều đó chỉ mang lại lợi ích cho kẻ thù của Tel Aviv, Times of Israel cập nhật hôm 24 tháng 12. Kẻ thù đang chờ xem chúng ta đấu đá lẫn nhau với những cuộc đối đầu do cái tôi quá lớn hay tranh đấu về chính trị. Họ sẽ ăn mừng khi thấy chúng ta chia rẽ, ông Herzog nói, dường như đề cập đến những lời đả kích ngày một gia tăng của một số chính trị gia Israel đối với giới chức quân sự và chính trị cấp cao của nước này. Chúng ta không được quay lại tình hình trước ngày 6 tháng 10, không được đưa ra những lời nói độc hại. Tất cả điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chiến đấu và an ninh của công dân chúng ta. Ông Herzog nói, đề cập đến sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel hồi đầu năm nay do đề xuất cải cách tư pháp của chính phủ trước khi bị Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10. Tôi đang trực tiếp nhắn gửi đến các nhà lãnh đạo và bất kỳ ai đang hoạt động trong lĩnh vực công cộng và chính trị. Mọi người hãy dừng lại mọi hành động độc hại, hãy thể hiện trách nhiệm, kiềm chế bản thân và chờ đợi thêm một thời gian nữa. Hãy nêu các thông điệp chính trị của mình vào thời điểm thích hợp, Tổng thống lưu ý. Căng thẳng giữa Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục leo thang. Al Jazeera hôm 24 tháng 12 dẫn tuyên bố của nhóm vũ trang cho biết một tên lửa phóng từ tàu chiến Mỹ đã nhắm vào lực lượng hải quân Yemen ở Biển Đỏ và phát nổ gần một tàu thương mại của quốc gia Trung Phi Gabon. Phát ngôn viên Mohammed Abdel Salam của Houthi cho biết thêm, con tàu của Gabon khởi hành từ Nga. Biển Đỏ sẽ trở thành đấu trường rực lửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục hành vi bắt nạt. Các quốc gia quanh Biển Đỏ phải nhận thức rõ những nguy hiểm đe dọa an ninh hiện nay, ông Abdul Salam nhấn mạnh. Thủ lĩnh Houthi Abdel Malik al-Houthi hồi tuần trước cảnh báo nhóm vũ trang sẽ nhắm vào các tàu chiến Mỹ nếu Hoa Kỳ tấn công Yemen. Mỹ tuần qua thành lập liên minh hải quân để tăng cường tuần tra trên biển, đối phó các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Houthi vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Houthi sau đó tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu Israel, bất kể một liên minh có thành lập hay không. Nhóm vũ trang này được cho là do Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen. Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên. Reuters hôm 24 tháng 12 đưa tin, Hải quân Iran đã trưng bày và giới thiệu với báo chí về các tên lửa hành trình mới. Trong khi đó, Mỹ đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công bằng máy bay không người lái và một tàu chở hóa chất ở ngoài khơi Ấn Độ. Tư lệnh Hải quân Iran Saram Arani cho biết, các trực thăng trinh sát, máy bay không người lái và tên lửa hành trình có tầm bắn 1.000 km đã được bổ sung vào kho vũ khí mới của Hải quân. Dù các nhà phân tích quân sự phương Tây nói rằng đôi khi Iran thổi phồng khả năng thực sự của mình, nhưng tên lửa và UAV do Iran tự sản xuất vẫn là một yếu tố quan trọng trong trang thiết bị quân sự của Tehran. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 23 tháng 12 cho rằng một máy bay không người lái phóng từ Iran đã tấn công tàu chở hóa chất mang cờ Liberia ngoài khơi Ấn Độ. Sự việc càng dấy lên quan ngại về an toàn cho các tuyến đường hàng hải giữa loạt bất ổn ở Trung Đông. Đáng chú ý, Iran tuần qua phủ nhận các cáo buộc từ Mỹ rằng nước này tham gia quá trình lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của Houthi vào tàu hàng thương mại trên Biển Đỏ. Chuyển sang tình hình an ninh Đông Âu, Reuters cho biết, vào trước đêm Giáng sinh vừa qua, một sư quân đội đã đến thăm các binh sĩ Ukraine đóng quân gần thành phố Kupiansk ở miền Đông. Linh mục quân đội là người được chính thức bổ nhiệm để phục vụ trong lực lượng vũ trang của một quốc gia. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ về mặt tâm linh, tư vấn về tôn giáo cho binh sĩ và nhân viên trong quân đội, cũng như gia đình của họ.
Binh sĩ từ quân đoàn số 14 đã tham dự nghi lễ do cha xứ Ayopon chủ trì và sau đó cùng nhau dùng bữa tối trước lễ Giáng sinh với những món truyền thống như kutia, một món ngọt đặc biệt của Ukraine cho dịp Giáng sinh. Trước đây, người Ukraine thường tổ chức lễ Giáng sinh vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, ngày lễ năm nay được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, khi Ukraine quyết tâm dứt áo với Moscow và hướng về phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24 tháng 12 gửi đi thông điệp chúc mừng Giáng sinh, đồng thời cam kết giành chiến thắng trước Nga. Đứng trước tu viện Vyacheslavra nổi tiếng ở Kiev, nhà lãnh đạo cầu nguyện cuộc chiến sớm kết thúc. Từ ngày trôi qua, bóng đêm sẽ tan biến và ác quỷ sẽ bị diệt trừ, ông nói. Theo Reuters, cả quân đội Nga và quân đội Ukraine đều báo cáo về việc bắn hạ máy bay của đối phương vào ngày 24 tháng 12 tại các địa điểm khác nhau trên mặt trận, trải dài 1.000 km trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết, các đơn vị phòng không của Ukraine đã tấn công một tiêm kích Su-34 của Nga gần thành phố Mariupol ở phía nam Ukraine. Trên ứng dụng gửi tin nhắn Telegram, ông Oleschuk viết rằng máy bay không người lái trở về căn cứ nhưng không cung cấp thêm thông tin. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 máy bay quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ, chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã bắn hạ 3 máy bay Nga. Trong bản cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 3 tiêm kích Su-27 và một máy bay ném bom chiến thuật Su-24 tại các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk ở miền đông nam Ukraine. Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập được các báo cáo từ chiến trường của cả hai bên. Người đứng đầu Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga, Thượng nghị sĩ Grigory Kharensky khẳng định với đài Sputnik vào hôm 24 tháng 12 vừa qua rằng Nga đang thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực trước các nỗ lực mở rộng lãnh thổ một cách đơn phương, không chấp nhận được của Washington. Được biết, trước đó, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã công bố các tọa độ cập nhật về chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng ECS của quốc gia vượt quá 200 hải lý từ đường bờ biển ở Bắc Cực, Đại Tây Dương, biển Bering, Thái Bình Dương, quần đảo Mariana và hai khu vực ở vịnh Mexico. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tuyên bố mới về khu vực thềm lục địa mở rộng sẽ không tạo ra tranh chấp lãnh thổ với Nga, nhưng sẽ chồng chéo với tuyên bố lãnh thổ của Canada, Bahamas và Nhật Bản. Ông Kharensky nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là phải chứng minh tính chủ quyền về mặt địa chất của những vùng lãnh thổ này như cách mà Nga đã làm. Ông cũng lưu ý rằng các yêu sách của Moscow về Bắc Cực đã được một ủy ban phụ thuộc Liên Hợp Quốc xem xét dựa trên lượng lớn bằng chứng đã được thu thập kỹ lưỡng, trong khi Mỹ thậm chí còn chưa ký kết và không phải là bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, hiến chương quan trọng của Liên Hợp Quốc được ban hành vào năm 1982 nhằm xác định ranh giới các vùng biển. Việc Mỹ mở rộng tuyên bố chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng lên khoảng 1 triệu km2 giữa bối cảnh các cường quốc trên thế giới cũng đang để mắt đến khu vực này. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của Bắc Cực trong lĩnh vực kinh tế và địa chính lược. Vùng Bắc Cực được cho là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên tự nhiên hàng nghìn tỷ đô la, gần như chưa được con người khai thác, bao gồm dầu mỏ. Nơi đây còn là lựa chọn tiềm năng hàng đầu để thay thế các tuyến đường thương mại truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tin tức khác đáng chú ý, Reuters hôm 24 tháng 12 đưa tin, hàng nghìn người đã tụ họp tại thủ đô Belgrade nhằm phản đối và yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội và địa phương diễn ra cách đây một tuần. Giới quan sát quốc tế cho rằng cuộc bầu cử đã diễn ra không công bằng. Theo nhân chứng của Reuters, cảnh sát đã sử dụng hơi cay sau khi có nhóm người cố gắng đột nhập vào tòa nhà thị trấn Belgrade, trụ sở của Ủy ban bầu cử địa phương. Có đối tượng ném đá vào cửa kính, phá hủy tài sản và cố mở cửa tòa thị chính, trong khi đám đông hô hào bên ngoài yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử. Theo kết quả từ Ủy ban bầu cử nhà nước, đảng cầm quyền SNS đã giành chiến thắng với tỷ lệ 46,72% phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội chống vánh vào cuối tuần trước. Có nghi ngờ rằng đã có tình trạng thiên vị khi đảng SNS được phương tiện truyền thông ưu ái, cộng với ảnh hưởng từ chính quyền đương nhiệm và xuất hiện cáo buộc mua phiếu. Đối mặt với luồng chỉ trích, Tổng thống Alexander Vučić tin rằng cuộc bầu cử đã được tổ chức một cách công bằng. Reuters hôm 24 tháng 12 cho biết, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố sẽ triển khai một tàu hải quân ở ngoài khơi Guyana, một quốc gia duy nhất thuộc khối thịnh vượng Trung Anh nằm trên lục địa Nam Mỹ, khi đất nước này có tranh chấp biên giới với quốc gia láng giềng Venezuela về khu vực Essequibo, dầu mỏ. Quyết định trên theo sau chuyến thăm của một quan chức Anh đến Guyana hồi đầu tháng này nhằm nêu rõ sự ủng hộ mà London dành cho quốc gia Nam Mỹ, đồng minh và là thuộc địa cũ của Anh. Guyana và Venezuela đầu tháng này cũng đã thống nhất tránh sử dụng vũ lực và không leo thang căng thẳng trong khu vực tranh chấp suốt thời gian dài. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Petrino hôm 24 tháng 12 nói rằng đất nước ông vẫn sẽ duy trì cảnh giác trước mọi hành động khiêu khích có thể đe dọa hòa bình và ổn định của vùng Caribe và châu Mỹ.
Theo Reuters, vùng Essequibo có diện tích 160.000 km2, nhìn chung được công nhận là một phần của Guyana, nhưng những năm gần đây, Venezuela nêu yêu sách lãnh thổ sau khi phát hiện các mỏ dầu khí lớn trong khu vực. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố sẽ triển khai tàu tuần tra hải quân hoàng gia HMS Trent, nhưng không đề cập đến Venezuela hay tranh chấp biên giới. HMS Trent sẽ đến thăm đồng minh khu vực và đối tác khối thịnh vượng chung Guyana vào cuối tháng này như một phần cam kết của Anh đối với khu vực trong quá trình triển khai nhiệm vụ tuần tra Đại Tây Dương, phía London nêu rõ. Tại Haiti, Giáng sinh năm nay thật ảm đạm với những gia đình phải di tản do tình trạng bạo lực băng đảng và đang sống ở một khu trú ẩn tại thủ đô Port-au-Prince, Reuters cho hay vào hôm 24 tháng 12. Cuộc chiến giữa những băng đảng vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô Haiti tiếp tục gia tăng. Gần 200.000 người rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều báo cáo cho thấy nhiều công trình bị đốt phá, tệ nạn đầy rẫy. Các bậc phụ huynh Haiti buồn bã vì không thể mua quà Giáng sinh cho con mình, trong khi họ phải đối mặt thời tiết khắc nghiệt, đói nghèo bủa vây. Rosemary Clavering, một người dân sơ tán nói, chẳng có gì tốt đẹp trong mùa Giáng sinh này cả, vì chúng tôi không biết đi đâu, chúng tôi phải sống trong nguy hiểm, không có nơi nào để ngủ giữa trời mưa lạnh. Năm trước chúng tôi còn ở nhà, còn năm nay gia đình tôi phải sống ngoài đường. Prisoner Albert, một người dân khác buồn bã. Làm sao trẻ em có thể vui vẻ khi ba mẹ chúng không thể mua cho quần áo mới? Chính phủ chẳng quan tâm gì đến người dân ở trại tị nạn. Liên Hợp Quốc hồi tháng 10 đã phê chuẩn việc triển khai một đội quân tình nguyện từ các nước thành viên đến hỗ trợ cảnh sát Haiti. Trong khi đó, nhiều cơ quan viện trợ cảnh báo thảm họa nhân đạo tồi tệ ở quốc gia này. Hàng ngàn người di cư đã rời thị trấn Tapachula ở phía nam Mexico vào hôm 24 tháng 12 với hy vọng tìm đến đất Mỹ. Reuters cho hay, dẫn đầu đoàn người là những người di cư mang theo cờ Mexico và một biểu ngữ lớn có dòng chữ "Cuộc di cư do nghèo đói". Joe Santos, người di cư Honduras, chia sẻ, khi ở Honduras, anh làm nghề bảo vệ, thế nhưng cuộc sống thường xuyên bị đe dọa bởi các thành viên băng đảng FS-13, khiến anh buộc phải rời khỏi đất nước và tìm đến Mỹ. Tôi không có giấy tờ gì cả và đã yêu cầu chính quyền Mexico hỗ trợ trong suốt 3 tháng qua, nhưng không được phản hồi. Tôi kiệt sức khi ở Tapachula mà không có việc làm, đói khát và phải trả tiền thuê nhà. Mọi thứ thật khó khăn, Joe Santos nói. Theo Liên Hợp Quốc, đa số người di cư từ Mexico đến Hoa Kỳ đều nhằm chạy trốn bạo lực, khó khăn kinh tế và ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Lượng người băng qua khu rừng tử thần Darien Gap giữa Colombia và Trung Mỹ đã lên đến nửa triệu người, tăng gấp 2 lần năm ngoái. Sau khi hứng chịu một đợt khí lạnh và bão tuyết, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã phá kỷ lục về số giờ ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C trong tháng 12 vừa qua, ghi nhận đợt rét dài nhất trong vòng 7 thập kỷ, tính từ năm 1951, Reuters cho biết vào hôm 24 tháng 12. Từ tuần trước, nhiều khu vực ở phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã ghi nhận đợt lạnh kỷ lục, một số nơi ở Đông Bắc thậm chí âm 40 độ C khi không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống. Hôm 24 tháng 12, Bắc Kinh chính thức ghi nhận hơn 300 giờ có nhiệt độ dưới mức đóng băng tính từ ngày 11 tháng 12, đánh dấu đợt rét dài nhất lịch sử kể từ năm 1951, theo Beijing Daily. Thủ đô cũng trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ âm 10 độ C. Không khí ấm dự kiến sẽ thổi từ phía Bắc đến phía Nam Trung Quốc và giúp nền nhiệt tăng lên vào cuối tuần này. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.